Xin chào mọi người, tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con laptop Lenovo ThinkPad Yoga 370 gập cảm ứng 360 độ nha mọi người. Có bút cảm ứng, dòng này rất là chất lượng luôn, led phím vào đầy đủ hết trơn, thì mình sẽ gập cảm ứng cho mọi người xem. Đây nè, màn hình của con máy này là rất là đẹp nha mọi người, 13.3 inch rất là gọn, màu sắc tươi cực kỳ luôn. Yoga 370, dòng Yoga ta thinh bắt rồi mà Yoga thì quá ok mọi người. Kèm bút cảm ứng, bút thì là mình nhét ở phía trong này, tí nữa mình sẽ quay rõ ràng hơn. Mình sẽ giới thiệu đến cấu hình cái đã, sau đó rồi cái là mình quay rõ cái ngoại hình mình báo giá nha. Cái này là màn rất là đẹp, không lỗi làm gì mọi người. i5 7200, RAM 8GB nha, i5 Gen 7, RAM 8, SSD là 256GB. SSD này mọi người có thể lên 512 1T gì đều được ha. Và độ phân giải màn hình đó là Full HD là 1920 x 1080. Những cái dòng mà gặp cảm ứng như thế này thì và có bút, đặc biệt là dòng Yoga thì mọi người đều sử dụng bút là ok hết nè. Ví dụ như cho con cái học hành online rồi bây giờ cũng vẽ vời rồi mình trình chiếu này kia là rất là thuận tiện luôn mọi người. Chỉ có bút này là cái nét nó nhuyễn thì mới sử dụng được thôi ha. Đây nè, bút của ThinkPad, bút là nhét vô trong máy luôn nha. Bây giờ mình sẽ quay rõ cái ngoại hình ở dưới này. Cái phần này thì khi gặp lại mọi người, cái phím nó cũng phím thì lòi ha, khi gặp lại thì phím nó sẽ tự động nó lún xuống. Đấy, cũng rất là hay. Nó là Yoga thì nó cũng giống như cái dòng X1 vậy, Yoga vậy đó mọi người. Phím thì đẹp ha, có led phím rồi nè mọi người. Đấy nè, led phím đầy đủ để mình làm việc rồi đó. Phím như vậy là đẹp rồi, mình thấy là hơi bóng nhẹ đã qua sử dụng thôi nhưng mà nó không có bị mòn bóng nhiều, rất là ok. Góc cạnh đẹp, bàn ra chuột đẹp, bên này thì mình cũng tương đối ok, chỗ này thì nó hơi mòn chút xíu, nó hơi mòn cái sơn tí nha mọi người. Giờ mình sẽ gặp lại, mình quay ở bên ngoài. Ở bên trong là hoàn hảo, pin thì nó tầm 3 giờ, kèm sạc zin. Và ở bên ngoài thì nhìn như hướng này thì tương đối sạch sẽ, mọi ThinkPad nó đều sạch như vậy hết trơn mọi người. Nhưng mà nhìn nghiêng thì sẽ có những cái vệt hơi bóng đã qua sử dụng. Cái này nó không phải là bị trầy cứng móp mà nó hơi bóng thôi. Đây mình cầm như vậy để quay cho nó rõ ràng hơn từng chi tiết cho mọi người xem. Những cái vệt nó chẳng qua là vệt bóng mòn đã qua sử dụng thôi, chứ nó không hề bị bể vỡ hay là cứng hoặc là nứt hoặc trầy xước gì đâu. Nhìn nghiêng xấu nhất là như thế này nè mọi người đó, còn nhìn trực diện thì quá ok luôn. Cái lớp hơi bóng đó là chính là cái lớp lụa ở bên ngoài của cái dòng ThinkPad, không ảnh hưởng gì nhiều. Các ngõ kết nối, cái này là sạc nè mọi người, thấy cái tai si sấm sét nha, cái ngõ này ra mạng LAN, cái này là USB nè, có tai si sấm sét cũng rất là ok luôn. Bên này thì nút nguồn, chỗ này là cây bút nha mọi người, cây bút thì mình nhét vô thôi. Tai nghe nè, thẻ nhớ rồi HDMI, USB, nói chung là các ngõ kết nối là đầy đủ. Cái ở bên trong thì khá là ok, chỉ có cái chỗ cạnh này nó hơi mòn chút xíu nha, mòn cái sơn thôi mọi người, nên khi nhìn nó thì nó không có được đẹp. Đây nè, mòn cái sơn chỗ này, chỉ mòn sơn thôi, còn cái này là nhìn cái hướng này thì nó hơi mòn, là nó hơi nhạt cái sơn đó. Đây nè, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều hết nha. Rồi, và mình báo giá mọi người, con máy này là mọi chức năng hoàn hảo, màn là đẹp, gập cảm ứng 360, giá chỉ có 4,6 triệu thôi ha. Ai chốt có thì inbox mình, mọi người mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện ha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Cái Yoga 370 này thì trước có đây cỡ 1 tuần là mình cũng có view nhiều, về số lượng nhiều. Giá nó khác nhau là bởi vì cái màn hình, rồi cái ngoại hình, rồi mọi chức năng rồi nó khác nhau nha mọi người. Đương nhiên cái con mà nó nhỉnh hơn thì con mà giá nó cao hơn chút xíu thì chắc chắn rồi màn hình hay pin bọng hay mọi thứ cũng sẽ được lựa đẹp hơn, đầy đủ hơn. Cảm ơn mọi người, ai chốt thì nhắn qua Zalo cho mình nha, B134.